Alo, xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người. Bên đây là mình đang đi bộ vô cái ngã ba sông nha. Đó, ngã ba sông. Đây là cái nhánh sông nhỏ nè, nhánh sông nhỏ chạy vô một cái địa phận Củ Chi thôi. Đó, thấy không? Thấy cái sông mà nó ở cái vùng mà xa xa, nó giống như miền quê thì nó vẫn còn lục bình nè, nó tự nhiên á, nó tự nhiên á. Mình không có như mấy cái sông rạch mà ở gần thành phố là coi như nó không được như vậy nữa. Nó bị ô nhiễm á, này bạn thấy sao? Sình nè, sình nè, sình nè, rồi lục bình nè, nói chung là nó vẫn có thể là nó những cái con rồi này kia nó vẫn sống tự nhiên rồi được. Đó, mình sẽ đi đi dài dài ra cái ngã ba sông nè. Ngã ba sông, đó, thấy không? Thấy cảnh này rất là quê luôn, cảnh này rất là quê luôn. Nó tự nhiên, nó chưa có sự mà can thiệp của con người, cũng như nó tự nhiên từ xưa giờ đó. Đó, đi dài dài ra không biết có đường ra không. Đó, đây là cái ngã ba sông, ngã ba sông phía xa xa bên kia kìa, phía xa xa bên kia là cái bãi rác Đông Thạnh. Rác Đông Thạnh sau này chắc là khi mà cây cối nó cũng lớn lên rồi, chắc là người ta sẽ làm cái khu gì ta, gì được ta, như là hiện tại bây giờ theo mình nghĩ là nó trở thành những cái khu mà ươm cây rồi này kia đó, ươm cây ươm trái rồi này kia đó, ở đó. Nhưng mà rất là rộng nha, nó thành như một cái đồi luôn á. Trời ơi, vô tình mình thấy một 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 cái tàu kéo nữa, mình sẽ quay cái tàu kéo nha. Đó, cái tàu kéo. Ô, tàu kéo này, nhìn nó rất là, nói sao ta, nó rất là đẹp, nó rất là huyền thoại đúng không? Kéo nguyên một một cái xà lan luôn, xà lan rất là lớn luôn. Đó, xà lan này cũng còn đang nổi nha, màu xanh nha. Hôm trước là mình quay được cái xà lan màu màu trắng, cây xà lan màu trắng. Ô, xà lan này lớn quá. Ôi trời ơi, ôi, xà lan này lớn quá. Ở trên nó kìa. Ô, thấy chưa? Đó, mỗi lần ra mé sông là gặp chiếc xà lan. Hay ghê không? Và tới đây là hết đi được rồi. Tới đây nè, tới đây là hết đi được rồi. Đó, nhưng mình sẽ quay cái. Tới đây là hết đi được rồi. Hết đi được rồi nha các bạn. Đó, cái tàu kéo à. Đó, tàu kéo nó nổi, nó nổ bình 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 rất là im. Đó. Để phía sau là cái xà lan, cái xà lan này xà lan chống nè. Đó, khi mà nó